Thôi. Ôi, anh xinh thế này. Ui, thơm thật. Thơm rồi. Mỗi nơi thì mẹ nhặt bông hoa. Thì anh đã bị trộm máy rồi. Đấy mày không? Trời ơi, quá không nghe gì hết. Sao? Đi về chuyện. Đã tự tay rắc giấy rồi. Nhà kênh YouTube của Nheo No. Bây giờ chúng mình đi đâu hả? Chị sẽ đi bảo tàng gốm Hà Nội. Đi thôi. Ta bị ngộ Hà Nội rồi. Đây, ôi trời ơi, đây và ta vẫn cứ Hà Nội. Sao nhiều hoa xinh thế hả mày? Bây giờ thấy thôi. Không, không, chỗ nào có bóng dâm ngon đấy mày ạ. À, đây này, chỗ duy nhất. Còn mình đi đâu mày? Ăn. Mày đi ra ngoài đường này mày xem. Đây ra xem mà. Đi ơi. Đi được 50 mét nãy giờ rồi. Con chó sẽ được. Đâu? Kìa. Đâu? Kìa. À, phải đập kính ở ngoài đi thôi. Chị thấy ô tô xong rồi nó nhìn. Sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi. Ôi, ở đây thực sự là rất nhiều hoa giấy luôn ấy. Nó hình uốn uốn. Nó trông nó có vẻ không có dấu hiệu gì của bạn nàng thế nhỉ? Đây này. Đâu? Đây này. Đâu? Đấy, nó hình đâu? Vuông đây. Chưa đến này. Qua bên qua cái nhà này. Mày cứ đây này. Wow. Wow. Hôm nay mất điện. Hôm nay bảo tàng mất điện. Thế nên là chỉ được tham quan ở tầng 1 thôi. Và không cần phải mua vé. Mày quay lại chỗ đấy đi. Mày như kiểu thiên thần vừa rơi xuống. Chị ơi. Chị ơi nhìn này. Tôi không biết đây là cái kẹp tóc thì bao nhiêu mà gãy nữa. Chứ mua làm gãy kẹp tóc. Làm sao được kẹp tóc? Cái biệt kẹp tóc. Cái vào thùng nào mày? Có tái chế được không mày? Không. Xin lỗi kẹp tóc. Bầu nó cả nó mua là cả dạy lẻ đây đó. Nên mua, nó còn đây, nó còn đây.
đến ngã ba kia nhá. Dạ. Gửi xe chưa? Cháu đi bộ. À. Đến ngã ba kia sẽ xuống. Hỏi cái chỗ mà. Cần học. Đàn mày có thể Đức Mỹ Hà Nội người ta còn nghe được không? Tao cũng biết mày, mày giới thiệu lại đi. Để hỏi lại tao. Hỏi gì nhỉ? À, đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy nước mía màu đục như thế này. Mày ạ. Từ lúc tao đẻ ra tao uống nước mía như thế này thôi mày ạ. Thế á? Đây nước mía Hải Dương của mày. Tao nước mía Hà Nội tao luôn. Cái kia đã trồng hoa hết rồi. Mình vừa đến một cái ngã ba này, nhưng mà không biết là đây là đúng đường là phải sẽ chưa, đây phải dốc không? Không, nó cũng dốc mẹ ạ. Dốc. Cái chợ được. Ở đây rất nhiều mấy cái nhà to đùng. Không mà đồ. Đây phải dốc không mày? Dốc mà. Nhưng mà Hà Nội của mày nên tao gặp vụ. Hy vọng là bọn mình đi đúng đường. Chưa thì chợ đồ đúng đâu kẻ. Wow, trong này đẹp lắm. Đẹp quá. Mày ơi, đây thơ mộng như kiểu ở Huế. Như kiểu ở Huế hả? Bác ăn cơm cái gì? Chậu cây. Bác ăn cơm. Đây là chậu cũ mẹ ạ. Ok, chỗ này con quen thì người ta đi chỗ này rồi mẹ, hồi bé. Ừ, chính xác rồi. Đúng rồi, hồi bé ta đi chỗ này rồi đấy. Là đây á. Ôi sao nó vẫn nguyên xịt đấy. Nhưng mà mấy cái này toàn kiểu gốm sứ cho các bố chọn luôn này. Đình hoa tinh xinh kìa. Ôi đừng nước đấy. Ôi ta phát nước mùa hè. Ôi ta lại mày. Phát nước hoa quả đấy. Ôi mà ơi, sao xấu. Quả đào. Tuy nhiên quả đào như thế này. Trời ơi, cái bộ bát đĩa này đẹp quá. Ok, xinh mẹ ơi. Ôi nhưng nó chưa tráng mẹ ạ. Ủa, bố mẹ đừng dạ. Ôi xinh mẹ. Con gì đây mẹ? Con gì tao không nhận ra con gì đúng gì đấy. Cái này đựng gì được mày? Đựng nước chấm. Nó che hết mặt thỏ. Này bao nhiêu ạ? Cái 50. Đây thì xinh 50. Cái này thế nào? Cái này mày định đựng gì? À, chưa biết. Thằng em bé này mày. Ăn bột à? Xinh quá. Mày cho tao bột đấy. Được. Được. Đâu? Ui. Xinh thế mẹ ơi. Mấy đồ bố mới xinh thật. Nó thích cái này quá thôi. Vịt xem chúc nhau mẹ ơi.
nay mình đã tìm được một chỗ ăn trưa. Không biết có mở cửa không đây. Người ta cũng mất điện sao? Yên bình thích. Có phải không có điều hòa mà ạ? Ừ, xinh cực mẹ ạ. Elle est beaucoup plus souffrée encore. Et pour trop dire là. Ah. Trop. Non, c'est pas ça. Et tu roules. Roule. Et pose dans ton plat. Et parlez de sa vie. Waouh. Ah, pas mal. Ah ben ça y est, on peut continuer. Voilà. Oh. Mais oui, il a mis. Non, oui, non. Et maintenant il. Voilà. Mais oui. Mình vừa ăn trưa xong và bây giờ bọn mình sẽ bắt xe để đi ra Eco Park. Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. Nó là tượng mà. Không nó mà. Nó là tượng không? Đúng không mày? Đâu là thật, đâu là tượng hả mày? Ôi, nó phải tượng không mày? À không mày, nó thật mà. Mày ơi, con này. À con này là tượng mà, hay là thật hả mày? Mày ơi, thật đi. Úi dồi, nhìn tao hả mày? And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest. When the sun is rising, I'll start a brand new day. When the moon is shining, I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Rồi ôi, em chụp ảnh nhưng mà có rất nhiều gà đây. Nhà cũng muốn chụp ảnh. Cười lên đi gà. Cười đi. Cười đi chụp ảnh cho này. Không thích chụp ảnh thì đi ra cho người ta chụp ơi. Nó quay đít đi luôn mày. Time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun. Chi đang thực hiện nhiệm vụ tìm ra búi tóc trong túi của mình. Ôi giời, nhanh thế. Mày giới thiệu cho mọi người xem trong túi ta có những cái gì đi. Ôi mọi người ơi, mày đang đếm đồng. Mày tưởng là áo nhưng mà lại là lót. Bát ăn cơm của chú Chi đấy. Nó mày cần còn gì nữa, khẩu trang này. Rồi kính, mà kính đi không gần đeo. Đấy, ăn phí mũi.
gì đây? Tiền này. Tiền. Em mày mày tính đâu? À, không phải. Tao dự phòng mà. À ừ đấy rồi, tao đã nhớ là tao bỏ máy tính ra rồi. Sao mày cứ bảo tao mang máy tính đi? Thủ trang tiếp. Người ta chu đáo không? Hết chưa mày? Ví hết rồi đúng không? Vừa edit video cơ mà. Mày đang gọi tao học về đi kìa. Mình đang I'm traveling, but I'm not all today. I am tired.